Xin chào anh em. Nhân vật chính của video ngày hôm nay đó chính là chiếc MacBook Air M2 phiên bản 15 inch. Rất nhiều anh em chia sẻ và nói chuyện với mình rằng phiên bản 15 inch ở trên chiếc MacBook Air M2 này, ngoài việc màn hình to ra thì nó không có cái gì khác cả. Vậy điều đó hay đúng hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và đánh giá chi tiết chiếc MacBook Air M2 15 inch này nhé. Ngoài màn hình to xác ra thì nó còn có điểm gì hay không? Bắt đầu video ra. Để nói rõ hơn về chiếc MacBook Air M2 15 inch này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó ra đời ở thời điểm nào nhé. Chiếc MacBook Air M2 phiên bản 15 inch nó ra mắt vào tháng 6 năm 2023, nghĩa cách đây khoảng tầm 1 năm. Apple ra mắt phiên bản này là một bước tiến rất quan trọng trong dòng sản phẩm MacBook Air, tại vì MacBook Air từ trước đến nay nó rất là nhỏ gọn này, màn hình bé này. Nhưng mà đây là một sự xuất hiện đặc biệt, phiên bản 15 inch nó giúp cho những anh em nào mà có nhu cầu máy vừa nhỏ gọn nhưng mà màn hình nó cũng phải lớn thì đây là một sự lựa chọn không tồi dành cho anh em. Bây giờ thì sẽ đi sâu hơn một chút, đó chính là về thiết kế của chiếc MacBook Air phiên bản 15 inch này. Nó vẫn giữ nguyên phong cách của chiếc MacBook Air M2 13 inch thôi. Nó thiết kế rất là mỏng nhẹ và thanh lịch, có một thiết kế cực kỳ đặc trưng, rất là chuẩn Apple. Vỏ máy ở đây chúng ta sẽ được làm được từ nhôm nguyên khối 100% hết. Các góc cạnh ở đây thì sẽ được bo tròn rất là mềm mại, mang đến cho cảm giác rất là chắc chắn và sang trọng. Bề mặt nhôm ở đây thì nó mịn mà anh em ạ, nhưng mà nó để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay, nhất là phiên bản màu xanh của mình có trên tay ở đây. Kích thước, trọng lượng của nó thì mình thấy đánh giá nó khá là ổn, 1,51kg. 15 inch mà 1,51kg, ổn anh em ạ, chất lượng làm ra rất tốt. Bản lề ở đây thì mình thấy rằng nó hơi bị rít một chút, anh em nhìn nhá. Mình rất là khó có thể mở bằng một tay được. Không mở bằng một tay được như là những dòng sản phẩm MacBook khác. Nó sẽ bị kéo theo cái phần đế, phần đáy đi theo cùng. Màu sắc thì chúng ta sẽ có rất nhiều. Apple trang bị cho anh em tổng cộng có khoảng tầm 4 màu. Màu bạc này, màu xám không gian này, màu vàng này và màu xanh midline ở đây. Phiên bản mà mình có trên tay đó là màu xanh midline, một màu sắc rất là đẹp nhưng mà rất là bám mồ hôi và dấu vân tay. Mỗi phiên bản màu sẽ có một vẻ đẹp riêng, phù hợp với cá tính của từng người. Bàn phím và trackpad thì mình thấy rằng đây là một cái bàn phím rất là ổn. Thao tác gõ này hay là thao tác nhấn ở đây thì tất cả mọi thứ nó đàn hồi rất là tốt. Tuy nhiên, để so sánh với cả một cái bàn phím như ví dụ như ở trên dòng Pro, MacBook Pro ấy, thì cái bàn phím này mình thấy vẫn là hơi nông một chút. Còn về trackpad thì quá ấn tượng anh em ạ. Trackpad đấy, tracking rất là chuẩn, huyền thoại của MacBook rồi. Ngoài tracking chuẩn ra ấy, nó cực kỳ to. Không gian vuốt nó kéo thả, nó giúp cho chúng ta có thể đa điểm hoặc là múa ngón tay ở đây được luôn. Không cần phải mua thêm bất kỳ con chuột nào cả. Rất là chân thực anh em ạ. Cổng kết nối thì chiếc MacBook Air M2 phiên bản 15 inch, anh em sẽ có một cổng MagSafe đời thứ 3. Nó giúp cho chúng ta có thể cắm sạc được và có thể rút ra nhanh chóng qua bằng 5 châm. Hai cổng Type-C ở bên tay trái. Còn bên tay phải chúng ta sẽ chỉ có jack cắm tai nghe 3.5 mà thôi. Mình nghĩ là phiên bản 15 inch này thì Apple ít nhất cũng phải mang lên thêm một chút cổng kết nối nữa, ví dụ như là khe đọc thẻ để cho chúng ta có thể làm đồ họa hoặc là có thể chụp ảnh, có thể import vào luôn được một cách nhanh chóng. Hệ thống loa của chiếc MacBook Air 15 inch này thì cực kỳ to, cực kỳ đã. Nó sử dụng công nghệ Dolby Atmos và có 6 loa nằm ở ngay phía dưới phần tiếp giáp giữa màn hình và phần tản nhiệt ở đây. Nó sẽ dội thẳng lên màn hình và đẩy ngược về phía anh em. Bây giờ chúng ta sẽ ngước nhìn lên phía trên. MacBook Air M2 15 inch có một cái màn hình độ phân giải Retina, kích thước là 15,3 inch. Độ phân giải là 2880 x 1864 pixel, tỷ lệ là 16:10. Với tỷ lệ khung hình 16:10 như thế này thì chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn để chúng ta có thể làm việc, thuận tiện sắp xếp những cái công việc đa nhiệm theo cái hợp lý nhất dành cho anh em. Trước đây thì màn hình nó chỉ có dừng ở khoảng 13 inch hoặc là 14 inch mà thôi, nhưng mà 15 inch không gian nó sẽ rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Độ sáng của cái màn hình này thì cũng là 500 nit, tất nhiên không phải quá cao, nhưng mà chiếc MacBook Air M2 15 inch này 500 nit là đủ dùng để cho anh em ở những cái môi trường ví dụ như là trong văn phòng. Còn ngoài trời thì mình nghĩ rằng nó khá bị bóng anh em ạ. Không biết anh em nào đang dùng sản phẩm này có thể bình luận quan điểm cá nhân của anh em phía dưới chia sẻ để chúng ta cùng hiểu hơn về sản phẩm nhé. Ba giải màu chính của chiếc máy này thì tuyệt hảo anh em ạ.
mình có đo được thì thông số ADCIP3 chúng ta có 87,9%, Adobe RGB chúng ta có 99,9% và sRGB chúng ta có 98,7%. Ba thông số gần như là đạt điểm khá tuyệt đối. Đây là màn hình cực kỳ chân thực, nó phù hợp với cả những anh em nào cần một cái màn hình chính xác, ví dụ như chỉnh sửa ảnh này, video này, hoặc là chỉnh sửa đồ họa, một cái màn hình chất lượng thì nó sẽ giúp chúng ta sáng tạo tốt hơn và sản phẩm đầu ra nó cũng đạt như kết quả mong muốn. Bây giờ đến với hiệu năng của chiếc máy này đi. Một điểm mà anh em cực kỳ quan tâm đúng không? MacBook Air M2 phiên bản 15 inch ở đây thì chúng ta có 8 nhân CPU và 10 nhân GPU. Nó sẽ giúp cho chúng ta một hiệu năng vượt trội so với cả phiên bản M1 trước đây. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể làm những tác vụ nặng, ví dụ như là chỉnh sửa đồ họa video 4K này, hoặc lướt web, xem phim ở trên cái màn hình này rất là ổn. Khả năng xử lý đồ họa thì do nó có tổng cộng 10 nhân GPU nên việc mình chỉnh sửa ảnh này, video qua CapCut này và thiết kế một số tấm ảnh hoặc là một số cái banner ở trên cái máy này hoàn toàn một cách rất là mượt mà. Nhưng mà đây một điểm mà mình cần nhấn mạnh, chiếc máy này mặc dù 15 inch nhưng mà cũng không được Apple trang bị bất cứ cái quạt tản nhiệt nào cho máy. Vì thế anh em sử dụng nó rất yên tĩnh, nó rất là smooth, không ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng mà hiệu năng của nó sẽ bị drop, nó sẽ bị giảm khi chúng ta xử lý những công việc nặng theo thời gian dài. Máy sẽ nóng lên rất nhanh và bị tụt xung. Chẳng như mình render một đống ảnh chụp bằng chiếc A74 ra thì chiếc máy này nó nhanh ở thời điểm đầu thôi, nhưng mà càng về sau thì chiếc máy này nóng và nó sẽ giảm sức mạnh. Anh em nên lưu ý điều đó nhá. Về pin của chiếc MacBook Air 15 inch này thì với những tác vụ như là văn phòng, chỉnh sửa ảnh cơ bản thì hoàn toàn có thể sử dụng được khoảng tầm 14 đến 15 tiếng. Còn nếu muốn lướt web làm văn bản, xem phim chơi chơi thôi thì hoàn toàn có thể được khoảng 16 17 tiếng. Đây là một con máy tính 15 inch thời lượng pin trâu nhất trên thị trường mà mình có thể tìm thấy. Anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Và với mức giá hiện tại mà anh em hoàn toàn thể kiếm được mua cũ với deal chỉ khoảng tầm hơn 20 triệu thôi, loanh quanh 25 triệu thì đây là một sản phẩm 15 inch cực kỳ đáng giá để anh em lựa chọn. Anh em hãy bình luận quan điểm của anh em ở dưới phần mô tả nhé. Đối với mình thì đây là một chiếc máy 15 inch, giá trị nhất của nó là màn hình và cân nặng. Còn anh em thì sao, hãy bình luận phía dưới. Hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo. Bye bye.